Nơi đây được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, một địa danh lạ lùng luôn có sức cuốn hút này với những du khách muốn trải nghiệm và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên xanh tận mắt ngắm nhìn. Là một khu bảo tồn có diện tích 22.103 ha, thuộc xã Đắc Pê Lao và xã Đá Som, huyện Đa Cờ Long, tỉnh Đắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km. Hồ Tà Đùng được dân du lịch hay ví von là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, với khung cảnh nên thơ, làm sao xuyến lòng người. Đây là nơi lý tưởng cho các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, leo núi cho du khách. Tà Đùng được hình thành theo một cách hoàn toàn khác. Theo mình được nghe người bản địa kể, năm 2012, việc xây đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, từ đó tạo nên thung lũng hồ Tà Đùng xanh biếc với gần 50 cồn đảo lớn nhỏ xung quanh. Những đảo này đều từng là đỉnh núi, thế nên bên trong lòng hồ vẫn còn những di tích nhà cửa của người đồng bào dân tộc thuở trước. Khi ngắm nhìn hồ Tà Đùng từ trên cao, chắc rằng bạn không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của thiên nhiên với hơn 36 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ. Các bạn có thể thuê ghe để có tận hưởng được không gian yên bình khi lướt trên mặt hồ tĩnh lặng. Nhìn toàn cảnh hồ Tà Đùng từ trên cao, ai cũng có thể tưởng tượng mình đang ở Hạ Long khi có rất nhiều núi lớn nhỏ nhấp nhô trên lòng hồ. Có thể nói hồ Tà Đùng đẹp nhất vào mùa tích nước, khoảng từ tháng 8 và kéo dài đến tháng 12. Khi đó, nước hồ dâng cao, trong xanh và những cơn mưa cũng khiến cây cối trên các hòn đảo nhỏ trở nên xanh mướt hơn. Hồ thay đổi gần như bốn mùa trong ngày. Buổi sáng, mặt hồ mờ sương, thấp thoáng những ngôi nhà, lưới đánh cá, tạo nên một phong cảnh vô cùng trữ tình, lãng mạn. Khi hoàng hôn buông xuống, phong cảnh hồ là một bức tranh với gam màu đỏ tuyệt đẹp khiến những ai dù có tâm hồn khô cằn vẫn thấy xuyến sao. Khi trời quang mây tạnh, mặt hồ trong xanh, vô cùng nên thơ, mát mắt. Từ Hồ Chí Minh đến Tà Đùng tầm 260 km. Bạn có thể chọn đi bằng xe khách hoặc xe máy. Tuy nhiên, nếu có sức khỏe thì mình khuyên các bạn nên đi bằng xe máy hơn. Cung đường dài nhưng rất dễ đi. Trên đường đi tụi mình có ghé thác Tiên Liêng Nung tuyệt đẹp. Đợt rồi mình đi còn đúng mùa bươm bướm, đi trên đường núi non trùng điệp còn có bướm bay lượn xung quanh, thật không gì bằng. Hồ có vị trí nằm tại huyện Đa Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Khi đến thị xã Gia Nghĩa, bạn men theo quốc lộ 28 tầm 45 km là đến được hồ. Đến nơi đây chúng ta có thể thỏa mình và check-in những tấm hình ảnh đẹp hết hồn, mê ly. Sáng hôm sau, khi thức dậy, trước mắt bạn là khung cảnh hữu tình đầy thơ mộng, hòa cùng nhịp với tiếng vượn hú phía xa, nơi những tảng mây lờ lững. Vì hồ cung cấp sức nước cho đập thủy điện, nên mực nước của hồ cũng sẽ dao động theo mùa mưa và mùa khô của Tây Nguyên. Khi mùa khô thì nước hồ cạn, để lộ phần rìa đất các đảo sẽ không đẹp bằng mùa mưa, lúc nước hồ đầy. Bạn nên đến hồ Tà Đùng tầm tháng 9 đến tháng 1 năm sau là đẹp nhất. Khi nước hồ đầy, cây cối xanh tốt, thời gian khác Tà Đùng cũng đẹp, nhưng không bằng những tháng này. Xung quanh hồ dịch vụ du lịch chưa nhiều, chỉ có vài homestay hoặc pha tay. Mình chọn ở tại Phờ Di Đừng Green Villa, chỗ này khá ok. Như một khu làng nhỏ vậy, có hai loại hình là bungalow view hồ hoặc lều cắm trại. Mình cực kỳ recommend chỗ này nha vì đúng kiểu gần gũi với thiên nhiên và sinh hoạt chung với chủ nhà. Ở đây, từng lọ gia vị, vườn rau hay bình nước xả chanh tự nấu đều được chăm chút và tạo cho mình cảm giác như ở nhà. Các bạn chủ cũng rất thân thiện và giúp tụi mình có nhiều trải nghiệm thú vị trong suốt hành trình. Chạy xe máy đến hồ Tà Đùng với con đường đồi núi chập trùng với xung quanh là bươm bướm. Tự pha một ly cà phê mật ong, phóng tầm mắt xuống mặt hồ xanh biếc tuyệt đẹp dần hiện ra trong sương sớm. Ghé thăm thác Tiên Liêng Nung hùng vĩ dọc đường. Cùng nấu ăn, quây quần dùng bữa với các bạn chủ làng. Được tiếp đãi loại rượu đặc sản Tây Nguyên bí kỳ nam từ anh chủ già làng. Ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh phía trên mặt hồ, thỉnh thoảng vút qua một ngôi sao băng. Đốt lửa trại, mọi người quây quần bên nhau, nướng khoai, nướng trứng gà, đánh guitar và cùng nghe kể chuyện. Ngắm mặt trăng và những vì sao qua chiếc kính thiên văn của làng. Tự ra chuồng gà lấy mấy quả trứng gà ta, tự làm trứng ốp la với bánh mì nóng hổi, vừa ăn sáng vừa thưởng ngoạn cảnh hồ. Có một chuyến off-road đầy táo bạo với chiếc xe máy cày do chính tay anh chủ chở, đi trên con đường núi gập ghềnh với một bên là rừng cà phê bất tận, một bên là hồ xanh biếc. Đi thuyền dạo xung quanh hồ, nhảy xuống bơi dưới lòng hồ trong lành xanh mát. Tìm một hoang đảo giữa hồ, khai phá, tìm một chỗ ngồi nướng cá, nướng gà. Chơi đùa với chú chó ly sa cực đáng yêu cực khôn tại làng. Tự ra vườn hái nguyên liệu vào để nấu ăn, thu hoạch một rổ đầy rau củ. Ngắm khoảnh khắc hoàng hôn rực đỏ buông xuống trên mặt hồ huyền ảo, bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ cao cao. Nếu bạn tìm kiếm một nơi có nhiều địa điểm check-in sống hậu hay những khu du lịch hiện hữu thì có lẽ Tà Đùng không phải lựa chọn hợp lý đâu. Thế nhưng, nếu bạn đang tìm về một nơi hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên để đi trốn đi chill và sống chậm lại sau những ngày mệt mỏi nơi phố thị, thì Tà Đùng lại là một nơi cực kỳ best luôn ấy. Hãy tưởng tượng xem, mỗi ngày thức dậy, pha ly cà phê nóng, bốc quả trứng, rồi lại cầm cây guitar lên hát và phóng tầm mắt xuống mặt hồ xanh với vô số những hòn đảo nhỏ,
rồi lại lên thuyền đi thăm thú xung quanh, về uống một ly trà xả gừng nóng ấm, tối quây quần đốt lửa trại, nướng gà, ngắm sao, nghe những câu chuyện bản làng bất tận.